Hello mấy bạn, giờ mình buồn nấu bún cá ngừ kìa mấy bạn. Giờ ăn sáng dịch bệnh phức tạp quá, không cho đi đâu hết trơn rồi. Giờ mình phải nấu bún cá ngừ ăn sáng mấy bạn ơi. Cá ngừ mình mua rồi nè. Giờ bạn Thắng lóc ra, mình lấy xương mình nấu nước lèo nha. Còn thịt đó thì mình sát chân vuông đó Thắng ơi. Bự ra chút nữa. Lát tôi ốp cá nha. Ốp cá hấp đi, hấp cho nó ngọt. Nhiều người chiên á nhưng mà đừng hấp. Mình không chiên. Dầu mỡ mình ngán quá giờ mình hấp. Cá tươi rồi. Sầu riêng đây. Chiều nay làm bánh tráng nướng luôn nha mấy bạn. Đó. Bạn Thắng khéo tay quá. Đúng rồi, bỏ vô đây ốp. Đây. Bạn Thắng nêm luôn nè mấy bạn ơi. Nêm vô cá này chút xíu đường. Bên đây chút luôn đi, bên đây làm chả cá nha, lát mình dít miếng thịt bỏ vô nha. Rồi bột nêm, hai bên giống nhau. Vừa thôi. Rồi. Tiêu. Rồi chút rượu bên đây thôi. Rồi chén bên nước miếng nước mắm đi bạn. Này mai cái này mình để nấu súp nha mấy bạn. Đó, thịt này lát mình trộn vô mình làm chả cá, còn này mình hấp mình ăn tươi. Rồi bạn Thắng đang thấp y giùm mấy bạn đó. Rồi, bỏ xương này vô nấu nước ngọt nha mấy bạn. Cái cá hôm qua đó. Mình xào cà này mình bỏ vô nồi. Mình bỏ chút bột nêm vô đi. Chút đường. Bóp cho nó đừng có dính mọc là được nha mấy bạn. Mình làm hấp thôi nha, chúng mình không làm chiên. Đó, đã có mình hấp cá rồi. Đây giám khẩu, hello. Hello quá này rồi. Cá này mình hấp luôn nha. Chứ rồi thôi bỏ vô đến nước mọc hơn nữa đi, còn hơn nữa mình hấp. Rồi mấy bạn, mình xào cái này chắc mình bỏ vô súp luôn. Thường người ta vớt cái xương này ra. Mình thấy nhà mình ăn cũng không đến nổi, mình giờ mình để xương luôn đi. Nè, hồi nãy mình để củ hành vô nè, củ hành nướng nha. Với gừng nướng. Rồi mình bỏ này vô luôn đi. Nhà mình ăn không bằng mình bán rồi mình vớt ra nha. Đó, nước lên từ rồi. Đây, chả mình hấp rồi nè, đó. Rồi theo mình thấy rau. Theo bạn Thắng không? Theo bạn Thắng thấy rau vô rau thơm vô mình ăn bún. Bún cá ngừ mình nấu kiểu miền Trung nha, mà mình không có củ nén. Đây rau gấp cá. Đó, Phương như mình nè. Bạn Thiên Lý nè mấy bạn. Có ai mong Thiên Lý không? Tôi cho nhà tôi lúc này không ai ăn chứ. Chuối sáp. Mấy nay lo lắng cho chị Phi Nhung, mới mấy mày có cập nhật tình hình sức khỏe của chị Phi Nhung sao chưa?
mình thấy cho tình hình chị Phi Nhung thì mình sợ, mình không dám ra đường, mình muốn đi ra đường dữ lắm nha. Mấy nay mình sợ mình dám ra luôn. Đây, hái rau này với rau nào nữa Thắng? Rau húng lũi. Rau húng lũi hả? Ồ, có ai cây ớt hiểm mà cao hơn mình luôn không? Ồ, cây ớt hiểm nó cao vậy đó. Chắc được rồi, Thắng qua hái rau khác đi. Nha đam. Nha đam, cái này là cái gì quên mất tiêu rồi. Hành là cái gì à? Cái gì ăn thịt bò nướng quên mất mẹ à. Chả chín rồi nha, mình vớt ra. Mùi nóng quá. Lát ra một xác. Nè, quay qua đây mình chuẩn bị rau bóng rồi trên nào. Hôm nay mình hấp nha, cái này hôm qua mình ốp cái gì mình hấp đi. Mình hấp vậy là cá nó còn nguyên là nó ngon lắm. Rồi quay qua đây mình nêm này luôn đi. Quay qua cái lọ này nêm cho ta nào Thắng. Cho mũi một nêm đây đó. Miếng nước mắm, còn miếng muối, cho cục đường vô luôn nha mấy bạn. Cho cục đường dùng nào nó ngọt. Rồi, đây đắp lại lại. Chuẩn bị ăn nha các bạn. Tới giờ bắt bún ăn nha mấy bạn. Đó, bún quên hấp dẫn không? Đó. Đây chả đó nha, này mình hấp nha, mình hấp cho có chất ngọt mà nó có chiên nước mắm đó, ổi cho mình luôn. Đây bạn Thắng, bạn Thắng mới rửa đúng chén xong rồi chuẩn bị lên ăn. Nắng ở bên đây nắng lên rồi mấy bạn ơi. Về nay mình kiếm mình làm cái gì cho mấy bạn coi bên đó nè. Đó, thì xanh xanh tươi không? Rồi ăn nha mấy bạn. No, đây mình bỏ miếng rau cải vô, miếng bắp cải vô, diễn gì là mới ngon nữa bạn. Miếng chả cá, chanh nước mắm, này cá mình hấp nha, xúc xắc, cho miếng rau thơm vô, CPN đó. Chính cho cá miền Trung nha mấy bạn đó, những bạn nhìn hấp dẫn nè đó. Hành lá sống một chút đi, đi xế Thank you.
Mình đợi kia là lạc cũng ăn bún này. Bữa đầu với một đó đi ghé đầu ăn một ý trên hai đó. Ủa lắm có chợ hả? Nó không. Có gì ăn gì hả? Nó gian vậy. Ngon quá mấy bạn ơi. Cái cá bỏ vô rồi nó súp luôn rồi. Nó không. Ăn gà thì nó nóng quá. Bỏ gà vô. Cái trụng bún. Dịch bệnh này ta biết chắc bên ngoài khó khăn để mua đồ đúng không? Mấy nay nhà ta không dịch lắm mẹ ơi. Thắng sao cần đi xin giấy đi Thắng. Đây cái giấy của anh đó, nó là nó đi phụ mua má gì vậy đó, kêu xác nhận gì đó, ta xác nhận cho. Mới lại không cách lại. Không cách rất kỳ kỳ ha. Đi lại xã, đi lại ông trưởng ấp á. Xác nhận con đi bán điện gì ra lặng xác nhận cho. Chứ bị cận nhà cận gì đi đâu có đi không được à. Xác nhận là xác nhận một ngày một lần. Thì nhà mình phải đi bán hay phải đi xác nhận mỗi ngày người ta làm cho mày chứ sao. Thôi mình ăn chanh vô ngon ha. Thì mấy người ta đi bán trong chợ làm sao? Người ta phải nhận chứ. Ngon quá mấy bạn ơi. Ở Trà Vinh đang bị chỉ thị thêm 10 ngày nữa, cố gắng 10 ngày nữa nó thả ra nhanh quý vị. Các bạn có cầu nguyện cho Phi Nhung chưa không? Mình cũng cầu nguyện cho Phi Nhung nha các bạn. Ngày nào cũng thống tin tức Phi Nhung, cầu mong cho nó khỏe nha quý vị. Đây, nguyên cái nồi chả bánh ái luôn thấy không? Cả cá nè, cá hấp nè, cá chiên nè. Cả chân nãy luôn. Ăn chân bự là ổi. Ở nhà luôn nha. Bye bye Thắng. Bye bye.